Xin chào các bác nhé. Ngày hôm nay thì máy móc Minh Chí xin phép được giới thiệu cho anh em một cái dòng máy rửa xe chạy bằng pin của thương hiệu Hukan vừa mới ra trong năm nay. Thì trước khi mà đi vào chi tiết của sản phẩm thì tôi xin phép được giới thiệu cho anh em cái hộp của sản phẩm trước. Đây, anh em có thể thấy là đây là hình ảnh chi tiết của sản phẩm, bao gồm là đầu nối này, chỗ này là chỗ vòi hút nước, chỗ này là phần pin, chỗ này là phần tay cầm và công tắc. Đó, thì mã của sản phẩm là HKPW3828BL. Thì đây là cái mã của thương hiệu sản phẩm của Hukan. Rồi, thông số chi tiết là 21V, 305W, 5-6L trên 1 phút, 60 bát. Và sản phẩm thì sẽ nặng khoảng tầm gần 1 cân anh em nhé. Ok chưa anh em? Bây giờ tôi sẽ vào chi tiết của sản phẩm. Thì cái hộp của sản phẩm anh em cũng đã nhìn chi tiết rồi đúng không? Đó, thông số cũng đã rõ ràng rồi. Sau khi mà đi vào bên trong của sản phẩm thì anh em sẽ được tặng một cái vali. Ở trong vali thì anh em sẽ có bao gồm là một đầu nối. Cái đầu nối là tôi đã gắn liền ở trên súng đây rồi. Tôi sẽ mở hộp ra cho anh em nhìn. Ở bên trong hộp ấy thì vẫn như mọi khi thì sẽ có một cái đầu dây. Một cái đầu dây để anh em chúng ta sử dụng. Thì cái dây này nó sẽ dài khoảng tầm mấy mét thôi. Dây này tôi đoán sơ sơ nhá. Dây này nó sẽ rơi vào tầm khoảng tầm dây này chạy được khoảng 5 mét, 4-5 mét anh em ạ, khoảng tầm đấy. Rồi, tiếp đến là có một cái bình phun. Cái bình phun này thì là để phun bọt tuyết, để phun dung dịch. Ví dụ như anh em muốn phun xà phòng thì chúng ta có thể là cho vào trong này để rất là thuận tiện rồi. Phần này là phần lõi lọc này. Lõi lọc này thì để anh em chúng ta gắn vào một trong hai cái đầu này để anh em chúng ta hút nước. Thì cái lõi lọc này nó nằm giúp cho anh em làm gì? Giúp cho anh em chúng ta có thể lọc nước ở trong cái điều kiện thuận lợi hơn. Thì anh em chúng ta nên dùng những cái dòng nước sạch để không làm ảnh hưởng đến cái motor của máy nhé. Rồi, thì phần kết nối thì cũng khá đơn giản thôi. Anh em chúng ta chỉ cần kết nối cái đầu nước và cái phần này là xong luôn. Đấy. Thì ở đây là chỗ tôi có văn phòng cho nên là tôi cũng không test cái mẫu này, và tôi sẽ gửi các cái video test ở lồng vào trong cái sản phẩm khi mà tôi review. Lực hút rất là mạnh nha anh em nhé. Thì cái dòng sản phẩm của Hukan này ấy, anh em hoàn toàn có thể là sử dụng những cái dòng pin ở trên thị trường. Ví dụ như đây là cái dòng tôi lắp luôn cả cái chân pin ở dưới này. Tôi lắp luôn cả chân pin ở dưới này cho anh em. Đấy. Cục pin thì các bạn có thể mua cái dòng pin 10 cell hoặc pin 15 cell ở trên thị trường, hoặc các bạn đã có sẵn những cái dòng súng khoan pin, súng bu lông mà có chân pin phổ thông thì chúng ta chỉ việc mua cái thân máy thôi. Anh em chỉ việc mua bộ thân máy thôi và không mua pin nhé anh em nhé. Còn nếu như các bạn mà chưa có cả pin thì chúng ta nên mua thêm cục pin để đi kèm. Đó. Thì cái mẫu sản phẩm này rất thích hợp cho những anh em nào chúng ta làm thợ điện này, thợ cơ khí, đặc biệt là những anh em nào vệ sinh điều hòa. Tại sao là như vậy? Bởi vì là trong quá trình sử dụng anh em vệ sinh điều hòa ấy, chúng ta chỉ cần kết nối sản phẩm với cả pin thôi thì chúng ta dễ dàng di chuyển, nó không cồng kềnh. Ở đây thì có các cái đầu bắn là nhà sản xuất người ta đã thiết kế sẵn rồi, 15 độ, 20 độ, 40 độ này, 0 độ này. Gần như là các bạn có thể chỉnh được các cái vị trí bắn ở cái khu vực này. Và sản phẩm thì được bên Hukan bảo hành chính hãng cho tất cả anh em. Ở phần đầu trên này thì sẽ có nút on off cho anh em chúng ta điều chỉnh này, các cái chế độ bắn. Ok chưa anh em? Đó, thì đây là cái mẫu sản phẩm của thương hiệu Hukan. Tôi xin nhắc lại các cái thông số. Sản phẩm 21V, 60W, 305W. Lưu lượng nước là 5-6L trên 1 phút. Tốc độ đầu tiên là từ 0-25, tốc độ tiếp theo là từ 0-40 và tốc độ cuối cùng là từ 0-60. Đó, mã của sản phẩm là HKPW3828BL, là một trong số những cái dòng máy rửa xe chạy bằng pin của thương hiệu Hukan, rất là chất lượng. Giá của sản phẩm thì tôi đã cập nhật ở ngay dưới phần comment để cho anh em chúng ta hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng. Sản phẩm này thì tôi nghĩ là sẽ rất thích hợp cho những anh em chúng ta dùng gia đình. Bởi vì sao? Bởi vì nó là giá rẻ. Cái thứ hai là nó cũng rất là tiện cho những anh em nào chúng ta làm thợ cơ khí, thợ điều hòa, những anh em nào chúng ta cần phải di chuyển ở trong các cái điều kiện thuận lợi thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng pin như thế này, thuận tiện, dễ dàng.
Tuy nhiên thì có những cái lưu ý mà anh em chúng ta cần phải quan tâm khi mà sử dụng. Đấy chính là cái máy rửa xe này ấy, nó hút có ok hay không thì nó còn nằm phần nhiều ở cái phần pin này này. Đấy, sử dụng lưu lượng được bao nhiêu tiếng thì nó hoàn toàn nằm ở cái cục pin này hết. Ví dụ như các bạn mua những cái dòng pin rẻ ở trên thị trường ấy, 10 cell 4Ah ấy, loại rẻ thì nó sẽ không được nhiều như những cái dòng pin mà pin xịn, pin tự đóng, những cái dòng pin chất lượng 15 cell 6Ah chẳng hạn, dòng xả cao, thì cái thời gian sử dụng của cái máy rửa xe này nó sẽ lâu hơn. Đấy, nó hoàn toàn liên quan đến cái phần pin nhé anh em nhé. Đấy, còn cái phần máy này ấy, thì các bạn lưu ý là chúng ta nên sử dụng những cái dòng nước sạch tuyệt đối thì nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cái motor. Đấy, anh em chúng ta chỉ cần lưu ý vậy thôi. Sản phẩm này thì được bảo hành 1 năm do bên máy móc Minh Trí phân phối và do thương hiệu của Ucan ở thị trường Việt Nam có đầy đủ các cái linh kiện để cho anh em chúng ta thay thế trong quá trình sử dụng. Rất là hy vọng là sản phẩm này sẽ đến được tay anh em để anh em chúng ta có thể trải nghiệm cái mẫu sản phẩm máy rửa xe chạy bằng pin của thương hiệu Ucan. Cảm ơn anh em đã xem video nhé, và chúc anh em có thể chọn lựa được những cái dòng sản phẩm ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com, các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí. Thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.